Em Út thân chào cả nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì em có một cái củ linh sam song hình muốn giao lưu góp vui cùng cả nhà mình nha. Cái củ này hiện tại thì đang ra hoa rất là nhiều nha cả nhà. Đó anh chị em mình thấy ha, bông chùm luôn rất là đẹp nha. Cái củ này em đo được ngay, cái củ này là hoành 25 nha anh chị em mình. Cái củ này hoành 25, chiều cao tổng thể của nó là 35 cm nha cả nhà nha. Cây cực kỳ duyên luôn. Anh chị em mình về thay giùm cây cái chậu giùm em nha. Linh sam song hình nha anh chị em mình. Em Út đã vào được 3 nước kẽm rồi. Đó anh chị em mình thấy cái bộ vàng chi của nó nha. Đó, đang ra hoa chùm luôn cả nhà ơi. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em số điện thoại quen thuộc nha cả nhà, 0795499088 cả nhà ơi. Linh sam song hình đang ra hoa rất là đẹp nha cả nhà. Đó, hoa chùm luôn, đầy cây luôn. Và còn rất là nhiều nụ nữa nha anh chị em mình an tâm nha. Khi vận chuyển về thì vẫn thấy được mặt hoa cũng như là đây. Anh chị em mình thấy là nụ chi chít luôn. Đó, cái củ này rất là duyên. Bên dưới là một lớp đế đó nha anh chị em mình. Tại em chôn phía bên dưới á. Đó, đó anh chị em mình thấy có rễ nè. Nó xoắn cái bộ phần rễ đó cuộn nè. Rất là duyên nha cả nhà. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ cả nhà ơi. Linh sam song hình nha cả nhà nha.